Ngay giữa địa bàn tôi quản lý là một điều không thể chấp nhận được. Ông Cửu là một cố vấn quan trọng của chính quyền quận Trà Bồng, là chủ tịch hội đồng của quận, tức là đại diện cho quyền lợi của bà con. Vậy mà cộng sản dám hạ độc thủ với ông. Vì vậy, để lập lại kỷ cương và trả thù cho ông Cửu, tôi xin tuyên bố xử bắn 10 tên cộng sản. Đó là thông điệp tôi muốn gửi tới đồng bọn của chúng. Chặn hết lại, nhanh lên, chặn hết, chặn hết lại. Cứ một người của chúng tôi bị hạ sát là 10 tên cộng cán phải đền mạng. Giữ lại hết coi, giữ lại hết, giữ lại hết, giữ lại. Không cho lên, xuống đi, đẩy xuống, đẩy xuống. Lính đâu? Trói 10 thằng này vô cột, xử bắn. Hội cộng sản nó giết cha tôi không trả thù được hay sao? Nhưng ông đã làm quá rồi. Ông có thấy đám đông nó toàn là đàn bà và con nít không? Ông định chọc vào tổ ông vào vẻ phải không? Nhưng trong đám đàn bà con nít đó, ông có nhìn vô trong mắt đó không? Bất kỳ một đứa nào nó cũng nuôi lửa trong người á, có cơ hội là nó sẽ đốt ông liền. Không phải như ông vào vẻ đốt đâu. Ông đã quên là cái đứa mà giết cha tôi cũng là một con đàn bà đó hay sao? Cộng sản đã bắt đầu hành động thì chúng ta phải trả đũa gấp 3, gấp 4 lần. Tôi muốn ông quận trưởng mở ngay một cuộc tảo thanh về 4 xã: Trà Quân, Trà Phong, Trà Lãnh và Trà Nham. Tất cả các gia đình bị tình nghi là cơ sở cách mạng, bắt hết. Bọn chính quyền và hội đồng xã có nghi vấn, bắt luôn. Phương châm là giết lầm còn hơn bỏ sót. Tôi làm bao nhiêu việc, còn đại quý đã làm được việc gì? Tôi sẽ đích thân chỉ huy quân đội càn quét vào trong vùng núi Cà Đâm để tiêu diệt bọn nằm vùng ở trong núi. Nhưng chỉ xin ông quận trưởng một ân huệ. Ân huệ gì? Tôi chỉ xin ông quận trưởng cho phép tôi sử dụng lại bọn lính nùng của người Pháp trước đây và bọn chí sản của người Hơ Rê, của Đinh Ngô và Đinh Ên, để tăng cường lực lượng tảo thanh khu căn cứ nằm vùng của Việt Cộng trong núi Cà Đâm. Việc đó thì tôi chấp thuận. Người của ta vừa báo về là địch đang chuẩn bị trả đũa vụ Cửu Sừng.
bằng hai cuộc càn quét lớn. Thằng Ba Lòng á, nó mở một cuộc thảm sát lớn ở xã Trà Nham. Ta phải tiếp tục xử lý bọn ác ôn này, nếu không á sẽ thất bại lớn, mà quần chúng á thì sẽ mất lòng tin. Chỉ cần Nguyên Quỷ xác định được mục tiêu, đội thi hành án chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không thể chủ quan như vậy được. Mục tiêu lần này á là khó hơn lần trước rất nhiều. Bọn địch đã có sự chuẩn bị, mà chắc chắn á là sẽ hung hãn hơn. Anh nói là mục tiêu nào vậy? Trong quan sát của cậu thì tên ác ôn nào cần phải bị trừng trị tiếp theo? Anh nói đúng. Trần Hoàng và Ba Lòng bây giờ đang có một hàng rào bảo vệ rất là dày đặc và rất khó tiếp cận. Vậy thì chỉ còn thằng Tịch ở xóm Bầu Ốc. Tiêu diệt được thằng này thì bà con ở xóm Bầu Ốc sẽ nhẹ bớt đi mối đe dọa hàng ngày. Cậu chọn đúng đối tượng rồi đó. Nhưng lần này không thể làm theo phương án cũ được. Càng gọn nhẹ càng tốt. Chỉ cần hai người là đủ. Bí thư, việc này để em làm cho. Được. Vậy đồng chí trình bày đi. Dạ, em muốn trả thù cho đồng chí Đua. Không được, không được. Anh Du, đồng chí Đua là chồng của cô Mèo. Nhân đây em cũng xin nói luôn là cô Mèo và chú Dân sẽ thành đôi khi cô Mèo mãn tang chồng. Vậy là không được. Không được rồi. Nhiệm vụ càng nguy hiểm thì ta cần phải tính toán, suy nghĩ và hết sức thận trọng để hành động. Giả lại á, đồng chí Dân là người lạ đến xóm Bầu Ốc thì dễ bị phát hiện lắm. Cậu không có thuộc đường ra vào, mà khi động á thì dễ bị lúng túng lắm. Không được. Tôi nhắc lại, đây là nhiệm vụ cách mạng chứ không phải là chuyện trả thù riêng. Đồng chí bí thư, trong cuộc chiến này ai mà không có mối thù riêng canh cánh bên lòng. Ngày nào thằng Tịch còn sống là cô Miều không được bình yên. Tôi muốn chính mình đem lại sự bình yên đó cho cô Miều. Không được. Tôi nhắc lại một lần nữa là không được. Dần, từ hôm nay đồng chí Dần trở về vị trí lãnh đạo trung đội cảnh vệ. Sắp tới đây là có đợt chống càn, công việc nặng nề hơn đó. Tôi phản đối. Không được. Đây là mệnh lệnh quân sự, đồng chí không có quyền phản đối. Thôi, bây giờ hai toàn về lập kế hoạch lên phương án. Tối nay tôi sẽ xem xét lại. Dạ. Đồng chí Dần, đây là nhiệm vụ cách mạng, không thể đưa tình riêng vào được. Tập hợp. Một hàng dọc tập hợp. Bên trái quay. Tụi bay thử xem lại cái bộ dạng của tụi bay coi. Lính tráng như thế này á mà đi đến ai? Dạ thưa thiếu quý, đã mấy ngày nay thiếu quý đâu có giao việc gì cho tụi em làm. Tụi bay á, không có việc thì đi kiếm gái, đi đánh bạc suốt đêm phải không? Dạ thưa thiếu quý, chúng em đã cạn túi rồi. Dân vệ chúng em không có tiền lương như thiếu quý. Hôm nay á, tao chọn 4 thằng vệ sĩ. Thằng này nữa. Sao thiếu quý không chọn tôi? Tại vì mày, Trung quý Tuấn đã để mắt và muốn đưa mày lên làm lính bảo an tại chi khu của đại quý Ba Lòng. Chuyện đó thì để tính sau. Còn giờ á, tôi vẫn muốn làm vệ sĩ cho thiếu quý. Vậy sao? Mày biết cộng sản đang nhắm mũi súng vào đầu tao hàng ngày. Nếu mày đi theo tao thì mày sẽ gặp tử thần đó. Tôi muốn ở lại lo cho má nuôi tôi, làm má on. Còn nếu có hề hứng gì trong lúc tháp tùng thiếu quý thì coi như là số phận. Tôi chấp nhận thiếu quý à.
Được. Như vậy á, thì tao sẽ chọn mày cho đủ 4 đứa. Nhưng mà tao nói trước, khi tao đi đâu á thì tụi bay phải đi theo tao. Nếu thằng nào mà bỏ đi chơi xa á thì đừng trách tao mà nghe. Dạ. Thưa thiếu úy, làm vệ sĩ có nhiều lương không? Tất nhiên là tao sẽ lấy tiền lương cho vệ sĩ từ quỹ ở xã. Sao mà về được? Cô mà về á thì thằng Tịch nó bắt cô liền. Anh Hai Toàn ơi, em muốn tự tay xử tội thằng Tịch. Em muốn nó phải chết trước mặt bàn thờ ông em. Nhưng cô đâu biết bắn súng. Anh yên tâm, anh Dần sẽ dạy em cách bắn súng ngắn. Chuyện đó thì... Về việc này thì anh phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng trước mắt cô Mèo phải nhờ chú Dần dạy bắn súng trước đã. Chú Dần có sẵn sàng dạy cho cô Mèo bắn súng không? Dạ, em sẵn sàng. Kế hoạch diệt trừ tên Tịch xem chừng đơn giản hơn của lão Củ Sừng. Nhưng vẫn phải cần có 2 điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất, đó là mồi nhử. Và điều kiện thứ hai, là phải có nội ứng. Cậu nói coi, nội ứng là ai? Rồi mồi nhử làm sao? Nội ứng á, thì em đã chọn được cậu Hiền Lương, là con nuôi của bà già. Trước là lính đánh Pháp ở mặt trận Bình Định. Em đã động viên cậu ta làm lính dân vệ, nay đã làm vệ sĩ cần kề hắn. Mồi nhử của cậu là cái gì? Em tính không ai bằng cô Mèo. Đã mấy lần thằng Tịch lùng sục bắt cô Mèo, ép cô ấy làm vợ hắn. Liệu cô ấy có bình tĩnh mà đối đầu với tên ác ôn đó không? Cũng không còn cách nào khác đâu anh. Em sẽ chuẩn bị tâm lý cho cô ấy thật tốt. Tại sao các cô gái của ta phải dấn thân vào hang hùm miệng sói thế này chứ? Liệu không biết chừng nào mới kết thúc đây? Thưa thiếu úy, có người phát hiện ra cô Mèo đã lén lút trở về nhà. Có thật không? Con nhỏ đó về làm cái gì? Chắc lại về thắp nhang cho ông Trình và thằng Đua, chứ còn làm gì nữa. Con nhỏ đó đi về, có ai đi theo bảo vệ nó không? Loại tép riêu đó thì có ai mà bảo vệ, đâu có được như thiếu úy đây. Được rồi, mày về lấy một trung đội dân vệ đi theo tao, vậy bắt con nhỏ đó. Thiếu úy, nói gì kỳ vậy, bắt có một con nhỏ thì chỉ một mình tôi là đủ, cần gì tập hợp cả một trung đội. Không khéo chậm trễ, con nhỏ lại chuồn lên núi mất tiêu. À, mày nói cũng phải. Mày với thằng kia đi theo tao. Dạ. Hai đứa hai bên úp lại bắt sống cho được.
Không được đứa nào nổi súng nghe chưa? Sếp là mặt sống chi vậy? Tiền của người ta mình lo làm chi? Mình lo mình đi. Thấy gì không? Để làm cái gì? Hàng ngày á, tôi vẫn thường xuyên tới đây đốt nhang tạ tội với cụ Trình và thằng Đua rồi. Kể ra hồi đó tôi cũng hơi quá tay, nên bây giờ tôi ân hận. Cái bọn ác ôn như mày cũng biết hối hận sao? Mong cô hiểu cho. Chứ ông già Trình á thì già lũ khụ rồi, trước sau gì cũng chết. Bỏ tay ra. Còn thằng Đua, nó là cộng sản, để cùng một giò. Nếu tôi không giết nó thì người khác cũng giết nó thôi. Chứ cái thứ như nó chạy đâu mà cho thoát khỏi chính quyền? Chính quyền quốc gia của các người muốn bắn ai, muốn giết ai cũng được sao? Thôi Miêu, muốn ra. Em lấy chuyện quốc gia làm gì cho nó mệt ốc. Em chịu lấy anh đi thì em sẽ được ăn sung mặc sướng suốt một đời, còn hơn chúng tôi trốn đuổi trong rừng với cộng sản mà nhịn đói nhịn khác. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu cô không lấy tôi thì tôi cũng lấy cô cho bằng được. Tao muốn băm da mày ra làm trăm mảnh. Tao lấy được mày xong, tao cũng sẽ băm mày ra thành trăm mảnh. Coi thằng Đua với ông Phủ có nhộm ra được vợ mình hay không. Lên, hôm nay mày phải lên tội ác. Cô Miêu, tao nhất định phải giết mày. Cô đừng giết tôi mà. Để đền mạng cho chồng tao, chồng đội của tao. Cô đừng bắn tôi. Cô Miêu, hôm nay mày phải chết. Ông nội tao cũng chết dưới tay mày. Tôi xin cô tha mạng. Tôi xin cô tha cho tôi. Cô Miêu, cô đừng có bắn tôi mà. Tôi biết lỗi rồi. Cô Miêu, đừng có bắn tôi nghe. Cô Miêu, tôi xin cô mà. Mày hả? Thằng nào hả? Có chuyện gì đó Xuân? Thằng Tịch bị xử tử rồi. Vậy thì tốt chứ sao? Nhưng người ta đang nghi con nuôi của thím là dân vệ hiền lương dính dáng vào vụ này. Trên quận vừa lệnh cho anh Tuấn con bắt giữ anh Lương và cả thím nữa. Tôi có biết gì đâu mà bắt với bơ. Không đùa với bọn mật vụ được đâu thím ơi. Tốt hơn hết là thím mau lánh đi. Thằng Hiền Lương bị bắt chưa? Dạ chưa. Anh Tuấn của con cũng đang khó xử về chuyện này, nên hối con tới gặp thím gấp. Anh nói dù gì cũng là bà con. Bà đại úy Ba Lòng với ông xã trưởng tốt quá ta. Còn là bạn của Thơm mà thím ơi. Thím mà còn nhắc tới thằng đó, tức là còn coi con như người ngoài rồi. Xuân nè, không phải là thím không tin con, nhưng thằng Hiền Lương làm gì thím cũng không biết. Thím bỏ đi lúc này sao được? Nhờ con nói với ông xã trưởng, có làm việc gì á thì cũng phải cho kín đáo. Còn làng xóm người ta nhìn vào, vậy cũng được. Còn thì trăm sự nhờ hết vào ông trời. Họ đưa giấy xuống rồi nè. Chỉ lát nữa thôi, bọn lính bảo an trên quận sẽ kéo xuống đây. Anh phải dẫn họ đi bắt bà On. Còn anh Hiền Lương thì sao hả anh? Bắt tạm giam ở trụ sở dân vệ rồi. Anh cũng chỉ là một thằng xã trưởng, việc này quá tầm kiểm soát của anh. Sao anh làm vậy? Anh muốn cộng sản quy kết anh là tên ác ôn sao? Khổ quá. Anh cũng chỉ là một thằng xã trưởng thôi. Phận anh trên đe dưới búa.
anh đã nghĩ cách để qua mặt bộ mặt vụ ở trên quận. Giá mà anh biết thật sự thằng Hiền Lương có dính vô vụ này hay không. Em tiết lộ cho anh một bí mật này, nhưng nếu anh phản bội em thì em sẽ chết cho anh coi. Bây giờ em lấy tính mạng ra ràng buộc anh đó hả? Đúng vậy, nếu tình máu mủ còn làm cho anh nghĩ ngợi. Hơn nữa em làm việc này là vì anh thôi. Em không muốn anh chung số phận với thằng Tịch và lão Cửu Sừng. Thôi được rồi, có chuyện gì em nói đi. Vậy thì anh nghe đây, người giết thằng Tịch là Miều chứ không phải là Hiền Lương. Nhưng Hiền Lương có mặt ở đó để che chắn cho cô ấy. Che chắn bằng cách nào? Cho cô ấy đoạt lấy súng một cách dễ dàng. Anh có cách rồi, nhưng mà hơi mạo hiểm. Nếu thằng Lương hiểu ý cùng kết hợp với anh thì không có chuyện gì xảy ra. Bọn nó muốn bắt Thím On trước khi tra khảo thằng Lương. Mai mà anh có thời gian báo cho nó biết trước. Vậy mới là anh trai của em chứ. Em đi đây, anh cẩn thận nha. Đánh đâu? Tụi mày lục soát, tìm bắt bằng được bọn ông cho tao. Lên! Mày lục soát hết cho tao. Lục cho kỹ, không được bỏ sót chỗ nào hết. Làm sao coi? Chạy lên. Còn thấy gì không? Không không. Không à? Bọn mày mau ra ngoài, lục soát kỹ cho tao. Mày sao vậy con coi? Mày lên! Mày đi con thấy! Con thấy gì hết Trung Quý à? Bà ta có con theo cộng sản, bà On trốn là lẽ đương nhiên. Theo Trung Quý phán đoán, bà On chạy về hướng nào? Tôi nghĩ bà có con theo cộng sản thì phải chạy về hướng Tây để lên nước Cà Đâm. Theo Trung Quý phán đoán là chí lý. Tôi và Trung Quý cho lính chạy về nước Cà Đâm để bắt cho được bà On. Được, tất cả lên nước Cà Đâm đi. Dạ, 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 lên. Lên. Dạ lên đi. Anh gái, xin giới thiệu với Trung Quý, đây là cô em gái của tôi, vợ đại quý Ba Lòng, hôm nay về đây chơi. Em gái, cho chút gì nhậu đi. Anh về, không nói em trước gì hết. Lại còn kéo lòng đồng nguyên đám như vậy, muốn phá cái nhà này hả? Xin lỗi bà đại quý, vì sự đường đột nên Trung Quý không biết đó mà. Trung Quý cảm phiền, má tôi có khách từ tối hôm qua. Ảnh đi tối ngày, có ngó ngàng gì tới má tôi đâu. Nên lâu lâu má tôi phải kêu mấy bà bạn qua chơi cho đỡ buồn. Mời Trung Quý vô nhà, mấy anh lính này cứ để tôi lo. Mời Trung Quý. Ông Trung Quý về nhà, lại có khách nữa à? Mời hai ông vô nhà, chị em tôi chỉ có cơm đạm bạc vậy thôi. Xin mời Trung Quý. Bọn, tôi tưởng bà trốn như núi Cà Đâm rồi chứ. Ủa, tôi trốn vô đó làm gì? Vậy chứ bà không biết thằng Dân Vệ Hiền Lương bị bắt rồi sao? Giờ tôi xâm nhà bà cả từ hồi sáng đến giờ, không thấy bà đâu cả. Xâm nhà tôi?
bắt con tôi. Các ông làm gì mà kỳ vậy? Tôi ở đây chơi với chị Thủ suốt từ hôm tới bây giờ, tội tình gì mà các người? Vậy chứ bà không biết thiếu quý tịch bị ám sát hồi đêm, và người ta nghi thằng Hiền Lương là sát thủ. Không thể như vậy được. Thằng Hiền Lương nó hiền như cục đất, lại là vệ sĩ của ông Tịch, làm sao mà nó ám sát ông được? Chuyện này con biết từ hôm qua rồi, nhưng thấy thím On với má còn đang vui nên con chưa nói dội. Còn mấy người, vậy là mấy người giận cá chém thớt, mới chỉ nghi thôi mà đã tống giam người ta rồi. Còn anh Tuấn, vậy là anh dẫn quân đi bắt người chứ nhậu nhẹt cái gì, lại còn giỡn với nhà má nữa. Coi chừng ông Trung Quý đây bắt thím On rồi bắt luôn cả má vì dính dáng với nghi phạm nữa. Sao lại ẩu như vậy được? Bà On đã ở đây rồi thì cứ ở đây. Tụi tôi thẩm vấn thằng Văn Vệ Hiền Lương xong, nếu có việc sẽ mời bà lên đó. Vậy nhà má thành trại giam người hả con? Dạ đâu có đâu má, tại vì nhà bà On bị cài sới lên hết rồi, không ở được nữa. Anh cho người cài lên được thì cũng cho người sang phẳng lại được. Còn ông Trung Quý, với danh nghĩa là vợ đại quý Ba Lòng, tôi thỉnh cầu ông được không? Dạ dạ, bà cứ nói, tụi tôi đâu có dám không tuân theo. Đây là nhà má tôi, các ông đã tới thì được coi là thượng khách. Tôi sẽ dọn đồ ăn cho mấy chú lính của ông khỏi đói khát và mệt mỏi, rồi mấy ông rút quân sớm cho, kẻo bà con hàng xóm lại nghĩ là nhà tôi có chuyện gì. Dạ thôi, xin cảm ơn bà đại quý. Dẫu sao chúng tôi cũng mời bà On về thẩm vấn. Nếu các ông không chứng minh được là Dân Vệ Hiền Lương tiếp tay cho cộng sản thì sao? Trong trường hợp đó thì bà On vô can, nhưng trong lúc chờ thẩm vấn thì bà On không được rời khỏi cái xóm này. Được rồi, nhưng mà cho người đắp trả lại cái nền nhà của bà đi, rồi bà sẽ về nhà. Mấy ông muốn giam là ông giam chặt gì cũng được, đừng có bắt người trong cái nhà tôi thì tôi mừng lắm rồi. Chào má. Thôi đi đi, chứ má tôi nghiêm lắm, đụng vô bà là mất mặt luôn đó. Đi về. Ôi, tôi lo quá bà ơi. Thiệt là tôi hết hồn. Tôi nó muốn làm tôi rớt thêm ra ngoài nè. Cảm ơn bà chị. Má con tôi tai qua nạn khỏi, xin nhớ ơn bà chị suốt đời. Tôi chỉ xin bà, có dịp bà nữa giúp thằng Tuấn con tôi một câu. Bà yên tâm, tôi về nghe bà. Được rồi, bà về đi. Tôi cá với Trung Quý, chỉ 10 phút là thằng Hiền Lương sẽ khai bằng hết. Cái trò rò đèn vào đến đầu tôi thấy ở Sài Gòn rồi, hiệu quả lắm Trung Quý. Nhưng bây giờ hãy tắt đèn đi đã. Khi nào nó dở chứng rồi mình hãy làm. Lính đâu, tắt đèn đi. Họ tên? Dạ, tôi Phan Hiền Lương, đội dân vệ số 1, xã Trà Nham, là vệ sĩ của thiếu quý tịch. Hỏi đâu nói đó, ai bảo mày nói lẩm nhẩm? Thiếu quý, hỏi cùng nó cho tôi. Được rồi, anh nói là vệ sĩ của thiếu quý tịch, vậy tại sao anh lại ám sát ảnh? Vì tư thù hay là vì nghe cộng sản xúi dục hả? Sao khi không ai làm vu oan cho tôi tội ám sát ông Tịch vậy? Tôi bảo vệ ông, lúc nào cũng kè kè bên ông, như cánh tay phải của ông. Mày dụ ông Tịch tới nhà con mèo, viên đạn trên người ông là tự cái súng của mày. Thì người ta cướp súng của tôi rồi bắn ông, có người nhìn thấy mà. Được rồi, mày nghe nè, mày là người xứ khác, khi không vô cấm ở lại sớm ốc để làm gì? Cộng sản cài mày vô phải không? Tôi mồ côi, lang bạc hoài và chị sớm này, may được má On thương nên ở để trả nghĩa cho má mà thôi.
Hay lắm. Bà On có mấy thằng con nhảy núi, sao mày không nhảy theo tụi nó luôn đi? Khi về nhà má On thì thấy má có một mình. Mấy người khác tôi không biết. Nếu có biết tôi cũng không theo họ. Tôi lang bạc đủ rồi. Trung Quý, không phải có lần Trung Quý định cân nhắc tôi lên làm lính bảo an, có lương hẳn hoi, nhưng tôi muốn ở lại với má nên đã xin ở lại đội dân vệ. Dân vệ, đẹp cái mặt của mày chưa? Mấy thần dân vệ mà để một đứa con gái cướp lấy súng đinh đái cả quần. Cô ta có võ Trung Quý ơi, cô nhảy núi 2 năm rồi, không biết võ mới là chuyện lạ. Đùa như vậy đủ rồi. Mày là cộng sản nằm vùng, tao có đủ hồ sơ về mày. Dựng nó lên. Trung Quý cho phép tôi thử một cú chứ? Cởi chói cho nó. Kéo nó lên. Cầm lấy. Tự vệ đi. Lùi nó hết. Tấn công tao đi. Dân vệ cái chó gì, chẳng khác một con cào cào. Lính đâu? Lôi nó dậy. Tắt đèn đi. Dẫn nó về chạy đi. Tắm rửa, cho ăn uống, ngày mai tao xử tiếp. Ông Trung Quý, vậy là sao? Ông thử cái gì vậy? Tôi thử tính phản xạ của nó. Tôi chuẩn bị một thế võ cho nó coi. Vậy mà nó không chống đỡ nổi một đòn phủ đầu của tôi. Với con cọp cái đó thì làm sao nó chống đỡ nổi? Ông coi, con nhỏ chỉ muốn trả thù thằng Tịch vì đã chung sống chồng nó thôi. Mấy thằng này nếu muốn thì cũng chích mẹ nó rồi. Vậy sao? Kết thúc như thế này à? Thằng Tuấn về. Thôi, thì mau lánh vô buồng đi. Ừ. Mày bây giờ mày đi đâu cũng mang theo lính bảo vệ vậy hả? Thiệt con với cái. Hôm nay sao anh mệt mỏi vậy? Đêm qua có chuyện gì không anh? Chuyện gì là chuyện gì chứ? Mà Thím Mon ở đây hay là trốn vô núi rồi? Thím Mon không có tội tình gì, sao phải trốn vô núi chứ? Đi thì đi đi, kẻo có bữa anh chống đỡ không có nổi đâu. Thím đi rồi, ai làm chứng cho việc anh không phải là tên ác ôn chứ? Thím. Chào ông xã trưởng, tôi vẫn ở đây. Lát xin phép chị thủ tôi về nhà. Thôi thím về á, lỡ tụi nó thấy thì sao? Ngồi đây cái đã. Tôi mà tránh đi lúc này á thì người ta sẽ có cớ khép tội thằng Hiền Lương. Chứ khi không sao lại phải trốn. Hay là thím ra Đà Nẵng với má con, để con ra vô lấy hàng cho thơm thuận lợi hơn. Thím Mon à, như vậy là nhà con bị buộc vô một phía rồi. Thím coi có cách nào thay đổi được hay không thím? Muốn thay đổi thì phải nhiều người cùng đồng lòng. Chính vì vậy mà thím ở lại đây, không đi đâu hết. Thím ở lại là vì thằng Hiền Lương, nhưng cũng vì tụi bay nữa đó. Thôi, bây giờ còn phải về làm báo cáo. Nhưng mà cậu Hiền Lương thì không thể nào ở trong đội dân vệ được nữa. Cậu ấy phải chịu chuyện dùng thì con mới đảm bảo an toàn cho cậu ấy được. Con sắp xếp làm sao cũng được. Nó ở đâu thì cũng là nó thôi con à. Dạ, thôi tôi tiến con đi. Thưa má con đi. Thank you.
Cảm ơn chị, xin phép chị tôi về nhà nghe. Cái nhà bị cài nát hết rồi, thím về thì thím ở đâu? Cái nhà dù bị cài nát vẫn là cái nhà của mình mà chị. Thôi tôi về nghe. Thím về nghe con. Dạ thím về. Nè Xuân. Dạ. Con à, chắc má phải đi Đà Nẵng thôi con à. Chứ ở đây, à anh em tụi bay ở lại đó, ráng chăm sóc yêu thương lẫn nhau, sống làm sao cho có trước có sau. Má ở Đà Nẵng á, con ghé vô cũng được, má cũng đỡ sợ hơn. Má ơi, lẽ ra con phải đi với má, nhưng thôi, được rồi, đi kêu xe cho má đi. Dạ. Xin chào buôn trưởng. Sao tự nhiên bữa nay có gì không? Dạ có chai rượu quý, xin mời buôn trưởng. Ồ, bạn đồng môn với nhau, khách khí quá vậy ông bạn. Dạ có cậu em nuôi dưới quê, xin gửi lên quận trưởng để tìm cơ hội thăng tiến. Ừ, chà. Trẻ khỏe đẹp trai, quê đâu? Dạ quê xóm Bầu Ốc. À, dạ nói thật để ông anh khỏi mất công điều tra, đây là em họ của tôi, nó đang bị nghi là ám sát thiếu quý tịch chỉ huy dân vệ xóm Bầu Ốc. Hồi trước tôi kêu nó qua làm lính bảo an có lương bổng hẳn hoi mà nó không chịu nghe, nó đòi ở nhà để chăm sóc cho má nó, làm vệ sĩ riêng cho người ta, rồi khi người ta chết á nghi nó là sát thủ. Nếu mà ông anh chịu đỡ đầu thì tôi đỡ lo. Nhưng qua điều tra đã có kết luận chưa? Dạ đã có rồi, đã điều tra kỹ càng rồi mới dám đưa qua ông anh đây. Mà nó là con của bà thím tôi, nếu không phải là thím á thì cũng nằm dưới tầm kiểm soát của tôi. Ông anh đây cứ yên tâm. Thôi được rồi, cứ để đó thử thách coi sao. Nếu ông anh không tin tôi thì tôi đưa nó về. Nè, lại đây. Trần Hoàng này chưa chịu thua ai đâu nghe. Nào lại đây, rót rượu. Rót. Giỏi. Hay. Giỏi. Mày giỏi lắm. Tất cả lính hầu của tao không có thằng nào rót rượu giỏi như mày. Thôi được, tao nhận mày. Địch, chúng đã trắng trợn tuyên bố miền Nam Việt Nam đang trong tình trạng chiến tranh. Để mở đường cho việc ban hành luật 10 năm 9, chúng sẽ lê máy chém đi khắp nơi để tự do tàn sát những người tham gia cách mạng không cần xét xử. Chúng đã dùng chiến tranh phản cách mạng đánh ta, thì ta cũng phải vũ trang cách mạng chống lại chúng. Cho nên, tỉnh ủy đã thành lập đơn vị vũ trang cách mạng đầu tiên, đặt tên là đơn vị 339. Đã đến lúc, các huyện phải tự thành lập riêng các lực lượng vũ trang của huyện mình để sẵn sàng tiếp ứng cho lực lượng 339 khi có chiến sự nổ ra. Vậy là chúng ta củng cố lại cơ sở đảng ngay trong lòng địch. Nhân dân phải biết rằng, đảng của chúng ta đã trở về. Không có gì bằng nhân dân tự vũ trang, bằng lòng tin vào đảng. Hai lần tòa án cách mạng trừ khử ác ôn đã tạo được niềm tin ở trong dân. Ngoài ra, dân vệ hiền lương đã có được chỗ đứng mới trong lòng địch. Chúng ta cần nhiều hiền lương hơn nữa. Chính những người này thực hiện chiến lược từ trong lòng địch, chống chiến tranh vũ trang của địch. Cần tổ chức rà soát lại lực lượng đảng viên còn nằm im trong lòng địch. Chúng ta có thể chia làm mấy mũi để bám theo địa bàn.
con dế, là một cô bé, là một chị đó cưới.